Đạt Châu ơi. Hả? Mất mẹ sao rồi này? Cái gì? Mình tao vừa đi phun rượu mày sao mẹ sao rồi này? Cái gì mà mất sao? Ai đang quả ra đây? Mày bị điên à? Đi vào đi. Đâu? Mất rồi. Bộ nào? Ủa 25 quả để ở giường này. Lúc ấy tao đã định thấy nó to ra định lấy nó 5 mét ra vuông. Hôm nay tao không này. Hôm nay tao để cạnh cái bộ này cơ mà. Để cạnh thì bây giờ đâu? Tôi chết rồi, sao lại... Hôm nay có ai vào nhà không? Tao biết là sao được mày trích cam cho nào. Mày trích cam đi. Chết rồi. Điện thoại mày đâu? Check đi xem nào. Check ra. Từ Kì đấy. Alo. Vâng. Mẹ tao gọi dặn bảo cái gì mà cháy thì xem lại bếp nào. Để tao lên tao check cam nó nhanh lên. Chết rồi mọi người ơi. Mình mất bộ 25 hơn 5 triệu của mình, chết rồi. Vừa đi bung rượu về xong. Mày trong nhà kiểu gì vậy? Mày lên đây sao? Chết rồi, mất bộ 25. Bộ đấy mình mua 20 à đâu, bộ đấy 25 quả mình mua 5 triệu đấy mọi người ạ. Check được chưa? Xem là có ai vào nhà không? Thế nào? Lâu vừa xong, chắc phải vừa xong cách đây 3 phút rồi. Mày trong nhà cái gì đấy? Đang ngồi trên này tao biết là xong qua không, tao vẫn ngồi trên này tao chỉnh video chứ. Ui, đây rồi. Ui, hai thằng chết rồi, lại thằng mập bên đây. Nó trùm kín người như này. Áo đen mà nó mặc áo đen cái kia. Chết rồi. Bộ đấy 5 triệu, chết rồi. Bây giờ sao? Đi hay mày ngồi trên này, tao bảo tao đi không? Tao đi đâu cái giờ kia? Thì mày buông rượu ngoài này thì nó vào của nhà mình cũng biết. Để tao gọi cho thằng mập đần thế nào. Mẹ, mấy bọn này dám vào nhà lấy trộm sáo. Mà bây giờ mình có cam, mình có bằng chứng là đầy đủ đấy. Bằng chứng đầy đủ nhưng có thấy mặt đâu. Tao biết là sao được đi. Alo. Đây. Này, mập đần đây, tao bảo mày này, mày lấy bộ sáo 25 quả của tao đúng không? Sáo nào? Cái gì mà sáo nào, mày lấy của tao đúng không? Sáo nào? Này, tao bảo này, camera nhà tao lắp hai cái, một cái ở bên trên, một cái bên dưới. Tao nói thật mày, mày không thoát được đâu. Mày lấy tiền khôn hồn giả tao đi. Tao lấy sáo nào của mày? Mày hai bộ sáo của tao. À đâu, một bộ 25 quả thôi. Sáo là tao biết là sao được mày. Này, cam mày có hình ảnh ở đây rồi. Có hết hình ảnh của mày với một thằng nữa tao không nhận ra. Nhưng mà mày to béo tao nhận ra hết rồi. Tao bảo mày này, mày đừng có chơi tao như thế. Hôm qua mày đến ăn trộm rượu của tao, rượu sáo của tao mà tao chưa nói gì đâu, tao bỏ qua. Hôm nay mày vào mày lấy hẳn bộ to đùng của tao. Ai lấy? Tao ở nhà sáng giờ chưa bước khỏi chân ra đường này. Này, không phải không phải. Hôm qua thằng em mày tao đánh cảnh cáo nó thôi, tao chưa làm gì cả. Còn nếu mày lấy, mày cầm về đây giả tao ngay. Đi. Cái gì? Bố mày đeo giả được không? Mày đừng có ngang. Thế là mày nhận mày lấy được không? Đi. Có đây. Hôm qua mày đánh thằng em tao thịt và sưng cả meo lên. Này, hôm qua mày với thằng em mày ấy đến tận nhà tao ăn trộm rượu sáo, tao nói thẳng với mày ấy. Đấy là tao đánh cảnh cáo thôi. Còn chúng mày đừng có cư xử như thế. Tao nói thật mày, tao về quê tao đã không muốn va chạm với bất kỳ ai cả. Chúng mày đừng gây sự với tao. Mày thích giả rượu kia tao giả mày. Còn bây giờ mày giả lại bộ sáo tao. Tao đéo giả đây. Mày nói chuyện nó béo. Sao mày đi? Mày bình tĩnh. Đấm chết luôn. Tao mày đi chơi luôn. Tao bảo là mày bình tĩnh. Bây giờ mày biết nó lấy được mày làm gì nữa? Mày có giả sáo không? Thì mày không giả được đến nhà mày đánh mày đêm mà. Mày gọi đông đông đi.
À đi. Đi. Tao mày đi. Có đây. Tao đi. Tao bảo mày mày đi. Bây giờ mình phải sao để người ta nói chuyện. Bây giờ rõ ràng nó lấy được gì nữa? Rõ ràng nó lấy, nhưng mà bây giờ mày ở trên này mày còn không xuống. Bây giờ không biết, trong biết bây giờ trích cam rõ nó, bây giờ tao mày đi. Đi mà. Mày, mày nhìn xem có thấy mặt không? Có thấy mặt không? Làm gì thấy mặt nó? Mày vừa nói chuyện nó nói thế, nó bỏ đéo gạo gì nữa. Bây giờ anh em mình ấy chỉ còn một cách nữa. Mày xem ai gọi đấy? Nó gọi. Này, sao? Bố mà nói mày này. Sao? Đi xuống nhà tao ấy, thích đi xuống lấy, thích lấy sao ấy. Cầm 10 triệu xuống. Bố mày giả. Chết rồi, nó đang bắt mình chuột này. Tao thật mày này, thôi bây giờ ấy mày. Coi như mày thua tao cái điều kia, tao sai, tao nhận tao sai với mày. Được chưa? Mày cứ để nó làm gì? Chơi với cha đi. Cầm 10 triệu xuống đây, bố mày giả. Thuận ơi, mập đần ơi, tao bảo mày này, bây giờ anh em mình ấy, ngày xưa ấy cũng cùng trường, cũng cùng lớp một lần. Bây giờ ấy, anh em mình có gì phải như thế? Anh em kéo gì qua mà đánh thằng em tao thì sẽ béo mồm lên. Thế thì mày không vào lấy điều cho tao, chắc là đánh em mày. Thôi bạn ạ, tôi nói thật với bạn này. Bạn biết bây giờ ấy, anh em mình, bây giờ tôi mời bạn đi uống nước, anh em mình ngồi nói chuyện. Còn bộ sáo đấy của tôi nói thật với bạn, tôi mua 5 triệu cơ. Còn bộ sáo đấy là bộ sáo tôi không thể, nhiều người hỏi 6-7 triệu tôi không bán được. Mà bây giờ bạn đến bạn lấy tôi. Ok, hôm qua tôi nhận tôi đánh thằng em ông tôi sai. Nhưng mà các ông cũng phải xem lại cái hành vi của ông và tận nhà tôi ăn trộm hôm qua như vậy. Đấy, video hôm nay tôi đăng lên YouTube rồi. Tất cả mọi người trên YouTube nhìn thấy hết rồi. Nó sai nó làm, bây giờ mày phải xuống nước, mày nhắc nhĩ làm gì? Ok, tí tôi xuống tôi nói chuyện nhé. Mày xài vừa thôi. Xài cái gì? Bây giờ ấy, nó đang cầm đằng chui mày hiểu chưa? Bây giờ mày cứ lên nghĩ làm gì? Mày chẳng nhẽ mày thua nó chắc. Bây giờ ấy, nó đang cầm sáo của mình. Bây giờ nó đập ra hay nó đi bán đi, tao nói thật mày, anh em mình mất bộ đấy luôn. Nó mà đập sáo tao đập chết luôn đi. Mày đừng, bây giờ ấy, không phải là lúc nóng. Bây giờ hôm qua tao nóng, tao đã đánh thằng em nó rồi. Ok, hôm nay mình phải nhận sai. Lùi hết nước cái, nếu mà không được nữa thì lúc đấy bùng nổ lên như nào cũng được, ok hết, được chưa? Lát rồi 10 triệu này mày có 10 triệu giá rồi. Đây là nó đang dọa thế thôi, còn nếu mà thằng này ấy, anh em mình xuống nó chuyện vẫn được. Đây mọi người nhá, mình vừa đi bung dèo về, bây giờ ấy, tình hình là bộ sáo của mình, bộ 25 quả, bộ D84, anh em mình mua 5 triệu. Bây giờ anh em mình đã bị mất rồi, đấy cam anh em mình đã cho mọi người xem từ đầu video và đoạn anh em mình cho xem mọi người xem rồi đấy. Chúng nó ngang nhiên vào nhà mình thì ngay mặt đường thôi, ngay mặt đường, cổng thì không khóa. Nhưng mà nhà mình rất may là có camera, nhưng mà bọn nó che kín mặt hết. Nhưng mà dán thằng mập đần thì anh em mình đã nhận ra rồi. Còn Bách mày không được nắm, bây giờ mày không được ghi. Bây giờ tao sẽ hẹn nó ra để nói chuyện, mày không được ghi nhá. Mày không được ghi của mình đâu. Bây giờ nó ra đọc nó luôn là nó phải tự cầm sáo giả, mày sợ cái gì? Tao bảo mày thôi. Anh em mình bây giờ không nắm được, bây giờ mình đang về nhà đang rất hiền lành. Bây giờ không thể thấy được. Hôm qua là mình cũng thú thật mọi người là mình có nắm lên. Nhưng mà các bạn phải thử hình dung là hôm qua bọn nó vào tận trong nhà mình. May là hôm qua là Châu đã phát hiện ra nên là nó định lấy cái bộ bò ấy, bộ bò 13 quả của mình. Nhưng hôm qua may là bắt được. Chắc hôm qua nó nhìn thấy bộ 13 rồi, nhưng mà nó thấy tiếng động nó. À, trong qua nó thấy cái bộ 25 rồi ấy. Bộ 25 rồi nhưng thấy tiếng động chắc nó đi luôn. Nhưng mà may mình bắt được. Thì mình có nóng tính lên, mình có đánh em nó. Thì mình cũng cảnh cáo thôi, chứ mình cũng có làm gì to tác đâu, nó vào nhà mình ấy. Đấy, hôm nay nó vào tận nhà mình, nó lấy cả bộ 25, bộ đấy là bộ, nói chung là tài sản lớn nhất của anh em mình làm diều bây giờ. Bây giờ không còn cách nào nữa, bây giờ anh em mình kiểu tính thằng này rồi, bây giờ không thể vào đấy lấy được. Bây giờ nó để đâu mình biết được không? Mày không thể nóng tính được đâu. Thua thua nó là sao? Tao thật này, mày lên nhà nó đánh nó ở nhà nó là sai luôn. Bây giờ gọi nó ra nó kìa. Đấy mọi người nhá, thì mình sẽ kết thúc video tại đây và mình sẽ lên mình nói chuyện nó và hẹn mọi người ở video ngày mai mọi người nhé. Nếu mà mình lên mình thỏa hiệp với nó ok thì sẽ